Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay là ngày mình được nghỉ nên mình sẽ đi biển chơi. Mình thức khá là sớm, thì mình thức khoảng tầm 6:30 sáng. Khoảng tầm 7:30 thì mình bắt đầu mình đi ăn sáng. Tại vì hôm nay là mình có hẹn với các anh bên Vinbus á, thì các anh này cũng làm chung với mình thôi. Và bây giờ là mình đang chạy xuống điểm hẹn các bạn, nhưng mà mình không có biết rõ vị trí, thì anh đó chỉ gửi cho mình một cái định vị thôi, mình chạy xuống thôi. Trước đó đã bàn với nhau là sẽ đem một số công cụ xuống để đánh bắt, kiểu là bạn bắt được cái gì thì bạn sẽ ăn cái đó thôi. Ở khu vực bắc đảo của Phú Quốc thì các bạn thấy những chiếc xe Vinbus này rất là nhiều, di chuyển trên đường nhiều lắm. Xe này thì chạy bằng điện, rất là im luôn nha. Bên phía tay phải của mình là Corona nha các bạn. Bạn nào thích đánh bài thì cứ vào đây. Tiếp đến là khu Renoir bên tay phải mình luôn. Thì tiếp tục chạy thẳng xuống qua chỗ Fusion Resort luôn. Thì bạn sẽ thấy một con đường đan bên tay phải nha. Thì cứ quẹo vào cái đường này. Bây giờ thì mình cứ chạy thẳng vào thôi, rồi sẽ gọi cho ông anh ra đón. Bên mình với bên mấy ông anh á, coi như là hai công ty riêng biệt, nhưng mà của chung một tập đoàn, nên hôm nay may mắn lắm thì mới được up chung một ngày. Mình thì thấy Phú Quốc vẫn còn rất là hoang sơ các bạn, trừ những khu mà dành cho du lịch thôi, như là nhà hàng, khách sạn hay là resort, thì kiểu như mới được xây dựng nó hoàn thiện hơn á. Khúc này là mình đã gặp ổng rồi đó, bây giờ là phải đợi thêm hai anh nữa, thì hai anh em mới quyết định là ra quán cà phê ngồi đợi thôi. Thì anh chạy phía trước mình nói tiếng Cam rất là giỏi luôn. Ai có nhu cầu thì cứ kêu ổng dạy cho. Đàn của em đeo dưới không? Hả? Đeo dưới nè. Đeo hả? Đem xuống dưới điện thoại coi có cái nước nó đá nhiều mình. Anh em tụi tôi đang chuẩn bị dụng cụ các bạn. Chuẩn bị rồi. Nhà mình có mấy con gà ác á, nhìn dễ thương lắm. Ban đầu thì mấy anh em tụi mình là tính đi bằng xe máy thôi, cho tiện. Nhưng mà sẵn tiện là anh kia mới đi chở khách về á, nên là sẵn rồi ổng lấy xe ổng chở tụi mình đi luôn. Các bạn thấy con đường này giống như ở Đà Lạt không? Buổi sáng thì trời nó cũng hơi lạnh lạnh nữa. Ở Phú Quốc á, các bạn muốn đi leo núi thì cũng có núi luôn, muốn đi rừng cũng có rừng luôn, mà muốn đi biển thì cũng có biển luôn. Trời phải trời nắng á chắc đẹp lắm luôn á. Trời nắng đẹp lắm, nhìn thấy đẹp lắm. Trời này nó có ủi. Đây, chuẩn bị tới đây. Ga bao lâu rồi? Ga 5 rồi. Gì mà nó mới ra? Ở trong Safari không anh, mới ra ngoài đó. Ở trong chuồng mới ra, ở chuồng. Ở trong sở thú luôn. Chắc mày nèo hơi độc ha. Tao nhìn nó đã chậm lắm. Ở đây ở cũng gần rú nè. Gần rú đi ga đó. Cốt này là phải mua thêm đồ ăn các bạn. Này là không tin tưởng lẫn nhau luôn. Cái anh áo trắng á, ổng nói đi lặn mà mua đồ ăn gì. Lặn thì bắt nhiều mà. Còn hai anh kia thì không tin, nên là bắt buộc là vẫn muốn mua thêm. Này là mua thêm cá với mực nha. Còn xuống dưới khi nào bắt được thì mới tính các bạn ơi. Khúc này là đi tìm bãi trống các bạn. Bãi biển trống á, để đi xuống. Ok.
chúng ta sẽ đặt cua. Cua bắt ốc. Chúng ta sẽ sống như sinh tồn vậy đó. Ở đây là nước chảy khác. Để đề phòng chúng ta khát nước, chúng ta sẽ uống nước này. Về chích phèo luôn. Dị chứ. Còn giấy nữa. Ở đông bên á. Xin văn xin rượt qua chơi á. Em nghe rồi đâu, em đừng nghe mấy khùng này. Trời ơi. Anh em đang giỡn. Ê, củi bự mới được. Nè, bẻ ra. Cây này ướt nhẹp rồi. Kè thang kìa, đập ra củi gì không đâu. Thì để xe chắc nói chuyện được quá. Rồi ok đây. Thì cũng hành đó là cũng lãnh đi chứ anh biết rồi, để nói quả ở đây chơi tới 2 ngày. Con bận việc xíu rồi con chạy về. Dạ nhưng mà thằng em nó nói là Cần Thơ thì ngày nào cũng có bay hết. Dạ dạ thì cứ yên tâm đi. Dạ 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 dạ. Quên rồi. Trời má đống lửa xịn sò vậy. Dạ, chuyên nghiệp lắm á, bánh đốt rồi đống lửa này nè. Theo anh Lót mới đúng kiểu săn bắn hai lộng. Trời ơi, cái này là đúng là săn bắn hai lộng luôn nè. Mai mấu còn nhiều cỏ lắm. Ủa cái này là mấy cái gì vậy anh Lót? Đảo hả? Ừ. Xanh xanh này nè. Đảo. Ê, lấy cái cục xốp này nè, mình để được đồ luôn á. Ừ, em đi. Trong biển. Trong biển. Ghê vậy. Ngoài cá chứ. Chín quá là thua, nó chín quá là nó hết ngọt cá luôn. Tới không ta? Thấy không? Chín không? Chín không? Còn sống không? Không. Được. Alo, nhờ Vũ nó cho người lên nước rồi đó nha. Để đi xíu lên về. Để đi. Chút nữa. Alo. Rồi. Ok. Không đứng muốn im chứ. Bắt á. Làm lần đi. Để. Làm lần đi. Dứt lên thái ra ăn liền đi, không thì không chín nữa, người ăn còn được cái này. Chữ ít có nhiều ạ. À.
Cái mẹ nó kêu gửi định vị lại lại tới luôn á. Chạy tới sáng chưa tới đây. Mày con này trứng ngon quá trời. Mày chạy nữa. 4 giờ mà vô tới đây nó còn có 2 giờ. 2 giờ thở ra đủ má có gà. Ốc chết. Nè, mày ngon này. Ngon này. Thôi biết mua được dùng bằng trứng trời. Chị có hỏi với bạn. Mày đến chưa? Đâu. Anh mua nè, muốn trứng không trứng là anh mua nè. Trời ơi trời. Bà nói mực trứng á là nó cục nhưng mà cái bụng nó bự là mực trứng. Mà đa phần mực này 80% trứng. Trứng bả. Không cần phải kiếm. Trứng bả. Thiệt mà. Em muốn móc em để nó lòng toàn ten vậy nè. Móc nè, dựng lên nè. Ok thì anh làm cách của anh, em làm cách của em. Mà cái này ai lấy đi móc mất mặt trời mấy anh làm tưởng nó. Đây đây đây. Cái này bỏ ngoài. Kẹp ra máu á. Trời ơi. Bắt không biết bắt đây thì bắt. Kẹp đau lắm nghe. Bắt từ đó biết nào được con. Giỡn quá anh Tài. Để. Có trứng quá. Kìa. Do bạn này có trứng với lại nó còn nhỏ nên là mình sẽ thả nha. Hai bên này thôi. Ê. Được rồi, được rồi. Ê con ấy đó nghe. Con gì? Con phải con ghẹ đó. Hả? Giờ hai con ghẹ phải. Con này nãy nó cái mua nó khác nhau. Con này là con gì? Con ghẹ. Con này giống con cua biển vậy. Cua biển con. Cũng có nhiều nữa cho bạn thả cho bạn này đi. Ê. Nhưng mà Phương phải nên nhịn đi. Nói tiếp đi lót, nói tiếp đi. Để mình đi bốn gia đình đi nha. Tao với mày là hai đứa nói hai nên là bốn. Cái này ý đó là
sao chạy nhanh đó, là bố gia đình chứ. Ừ. Đó, đó, đó.